chung nha. Rồi câu 5, 5B nè, 5B đó là 3 trừ 2 x phần 5 lớn hơn 2 trừ x phần 3. Thì các bạn thứ nhất các bạn nhìn vào đây các bạn phải tìm mẫu thức cực chung, chính là tìm bội chung nhỏ nhất của 5 và 3. Thì bạn nào tinh ý thì các bạn nhìn vào nó sẽ xác định được là 10, 15. Còn bạn nào không có kỹ năng thì các bạn có thể bấm máy tính. Đó là phím LCM là tìm bội chung nhỏ nhất 5 chia 3 đóng ngoặc bằng ra 10, 15. Tương đường đường gạch nguyên đường dài 15 lớn hơn gạch nguyên đường dài 15. 15 chia 5 được 3 nhân 3. 15 chia 3 được 5 nhân 5. Sau đó các bạn xác định mẫu của mình là số dương nên chiều không đổi, bỏ mẫu chiều không đổi dấu. Đó, không đổi chiều, xin lỗi, không đổi đổi chiều. Sau đó các bạn chuyển qua một vế rồi các bạn phân phối nha. Đây là kỹ năng của Lợi nha. Còn nhiều giáo viên người ta kêu là phân phối rồi chuyển vế cũng được, được chưa? Đó. Rồi, phân phối nè, 9 trừ 6 x trừ 10 cộng 5 x lớn hơn 0. Trừ 6 mà cộng cho 5. Vậy là trừ 1 x. 9 trừ 10 trừ 1 lớn hơn 0. Rồi, chuyển vế đổi dấu nè. Đó, trừ 1 nhân x lớn hơn 1. Nhân hay chia số âm chiều đổi nè mọi người. Vậy x sẽ nhỏ hơn trừ 1. Được chưa? Và các bạn kết luận ở đây các bạn có 3 các kết luận. Một, kết luận kiểu x nhỏ hơn trừ 1 thỏa mãn để đề bài. Hoặc kết luận kiểu tiếp theo đó là x thuộc vào từ trừ vô cùng đến trừ 1. Hoặc kết luận s bằng x thuộc r x nhỏ hơn trừ 1. Được chưa? Các kết luận nào cũng được, quan trọng là ở chỗ là cô bạn dùng kết luận nào thì mình dùng theo kết luận đó. Được chưa? Ok chưa? Vậy các bạn vẽ trục nè, các bạn vẽ trục nè, trục ô, trục nè. Có mũi tên nằm bên phải nha mọi người, không nè. Nhỏ hơn 0 thì nằm bên trái số 0, lớn hơn 0 nằm bên phải số 0, trừ 1. Nhỏ hơn 0 nằm bên trái số 0. Tiếp tục, x nhỏ hơn nằm bên trái, lớn hơn nằm bên phải nha mọi người. Nhỏ hơn nằm bên trái. Nếu có dấu bằng thì là ngoặc vuông. Nếu không có dấu bằng thì là ngoặc tròn, bỏ bên phải. Ok chứ mọi người? Mọi người ok mà. Mọi người chờ